lựa chọn những người trong tòa nhà này để giải quyết vụ việc của người Nam và vấn đề phòng vệ người Nam. Hai bạn tiến trọng kính mời và kính mời. Đứng mời.
Xin kính gửi lời chúc sức khỏe an toàn thể quý khách quý có mặt tại The Sun Container.
Lê chúc sức khỏe này chào, chào chào nhé. Dở là cuốn tay vậy trời. Rồi quý vị mình ơi, rất là cảm ơn cô chú anh chị mình ngày hôm nay là ngày thứ năm trong tuần, là đêm diễn đầu tiên của một tuần mà Hương Nam có mặt tại Bình Dương. Thì xin được cảm ơn cô chú anh chị mình đã lựa chọn Hương Nam cũng như là The Sun Container Nam Market là địa điểm giải trí vui chơi của cô chú anh chị mình sau cuối ngày. Xin được cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Mình lạ đi, người ta nói người nhà đó, lỡ mà thiếu một con xuống cái na đó nha. Rồi. À, vậy thôi bây giờ em mời bên đây đi ha. Dạ, okay. Dạ có ai lên hỗ trợ em kiểm tra banh không quý vị? Dạ lên rồi, xin mời chị gái áo hồng đó. Dạ một chị gái áo hồng rất là dễ thương nha, trời ơi đẹp gái quá. Rồi xin mời chị. Dạ, quá dễ thương. Rồi chị gái đã tìm được chị gái hỗ trợ Hương Nam kiểm tra số quý vị, gồm hai vĩ banh, mỗi vĩ banh là 30 con số, không có con số nào lặp đi lặp lại quý vị nha. Và vĩ banh đầu tiên từ con số 01 đến con số 30 thưa quý vị. Em nhìn coi nó có số nào bị trùng không em, ví dụ như nhìn kỹ giùm chị nha, có 60 trái đó chứ không có nhìn ra 62 trái nha. Nhìn lên cái dĩ banh chứ đừng có nhìn ở dưới nó lòi ra 2 trái nữa đó. Rồi không trùng, có viên số nào bị thiếu không em? Không luôn hả? Rồi cảm ơn em gái rất là nhiều, xin dành tặng cho em gái một chú gấu bông làm quà lưu niệm. Cảm ơn em nha. Thôi đó. Dễ thương quá. Dễ thương quá, mái tóc của nhựa ở đâu mà nó cháy hết trơn vậy bé. Bà... Rồi mod của ta bây giờ bà nội không biết gì chứ. Mod của ta bây giờ đây vậy đó. À mod là nó khác khác vậy á. Mod bây giờ nó vậy đó. Là rồi các quý vị và ngay từ bây giờ thì Tam Nhân Tam Dũng ngồi cho khán giả Hương Nam vòng loại đầu tiên quý vị. À, và bên trên chúng em sẽ mở thưởng ngay từ bây giờ không để chúng mình chờ đợi lâu với những tờ rớ vé 10.000 đồng. Xin mời cô chú anh chị mình tập trung vào đề sẵn chuẩn bị. Dạ. Số. Rồi cô chú thì đợi ai sẽ có vé nhất người ta dành quý vị nha. Mỗi tờ lá vé vào loại đầu tiên chỉ có 10.000 đồng. Mình sẽ trúng 11 con gấu bông siêu to khổng lồ thưa quý vị. Rồi vào loại đầu tiên, mệnh giá vé là 10.000 đồng anh chị và 10.000 đồng anh chị nhận qua những chú bông rất yêu thương xinh xắn cho buổi tối đêm nay. Thì đây trên thấy các nhà chỉ còn đập vài vé cuối tay cho một loại đầu tiên anh chị ơi. Anh chị nào chưa có vé nhanh tay tham gia tham dự và chị nào có vé rồi. Ta, anh chị nhớ kiểm tra tờ vé trước khi mở thưởng anh chị. Kiểm tra ký hiệu, kiểm tra tờ vé 3 số là thiếu, 4 số là đủ, 5 số là dư. Số lô, số mờ, anh chị rồi liên hệ nhân viên bán vé đợi lại anh chị. Số gì đây? 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 Con số gì đang đó? Số gì đây? Nhặt cái tay. Lẹ cái chữ số gì đây? Số gì đây? Con số gì đây? Số gì đây? Con số gì đó? Hồi chờ rất đông vui. Chúng em xin mời bà con ghé chơi. Lô tô người ơi, lô tô thật hay. Đừng vòng quay lại xoay như dòng đời. Số gì đó? Số gì đây? Số gì đây? Con số gì đây? Số gì đây? Con số gì đó? Số gì đây? Con số gì đây? Lẹ em từ đâu về đây vừa hay nhưng em là sai. Này em từ xưa về đây còn hay lòng ta thức say. Ô ô la la đường gặp em đánh ma. 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, 43, dễ lên lầu giùm em. 43, 43, số đầu tiên ai mới có dễ gặp giùm em. 43, hai gì đây con, hai gì đây con, hai gì đây, hai gì đây, về đây bên em. Ta nói lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua em coi em từng kỷ niệm. Phải nắng con đường xưa, những chiều hè cơn mưa đổ, mưa ướt lạnh vai anh, em mấy lòng mình nhói đau. 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, số gì đây? Ba gì đó, ba gì đó, ba gì đây? Mấy à? Con 50, con 50, con 50, con 50, con 50, con
34, 34, 34 rồi 34 mày gì ra? Ba gì đây, ba gì đây, ba gì đây? Sao đành bỏ em đi? Bao ngày khác bên nhau, ta nắng mưa cùng nhau bắt dế. Anh thích ăn khoai mì, còn mình em thích ăn khoai từ. Anh đố em ăn khoai lúc mà không nhai. Tăng 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 tăng. Bởi thương anh quá nên em mới ra nuốt ra. Em chào ra, anh bắt em, anh giọng vào, anh vỗ tay, anh mỉm cười. Giờ anh quên đằng sau 36, 36 còn 30 sao? 36, 36 xuống gì đây, còn anh gì đây, còn hai gì đây, hai gì đây? Đường em đang đi, em có nghe con tim vừa ý chắn con đường vui. Đang nói hoa nên quên hẹn về cô đơn anh về. Đường xưa mưa rơi âm thầm từng đêm nuối tiếc. Mình lặng đắm 25 rồi 25 xong gì đây, xong gì đã, xong gì đây con, xong gì đây xong gì đây con, xong gì đây thôi chết ở đâu hy sinh mà cứu chồng nàng luôn mà tìm đến con số chín, 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 số gì đây mấy gì đây là chiếc lá cờ hơn sức lâu rồi dừng xe. Con số 9. Rồi cô chú anh chị mình ơi, vòng loại sau mỗi tờ lá vé là 20.000 đồng nha quý vị. Chúng về một không bao giờ chỉ là giá 1 triệu đồng thưa quý vị. Lên sân khấu giúp em nha. Rồi lên đi chị. Mình đẹp gái mình lên đây nè. Em không đẹp mới cũng lên nè. Rồi bán dép luôn. Bán dép vô. Bán dép vô bà ơi. Trời ơi. Hiền quá vậy trời. Dữ vậy dễ thương quá đi. Cảm ơn chị yêu. Rồi xin giờ với chị. Gì dạ? Chị ngại kìa. Có đầu ngại là đứng gần chị với chị à, chị em mình cũng ngại đó. Nhau ừ. Chị đứng kế em mà chị tự tin liền. Chị đứng kế em đi. Đúng rồi. Đó thấy chưa. Trời ơi. Hai chị em còn bên số mà. Dạ rồi, tao đã phép của chị gái dòng lời 646. Dạ đúng không lời. Số 9. Số 9 có 1. 26. 26 có 2. 37. 37 có 3. 53. 53 phải không? Ừ. Ờ hợp lệ. Yeah. Như vậy là tờ lá vé của chị gái hợp lệ. Bên dưới còn ai mình kênh có số 9 không quý vị? Dạ rồi, không có ai nữa đó chị My. Rồi, xin dành tặng cho chị gái một chú gấu bông. Chị ơi, tại vì vòng này có 10.000 thôi, cho nên là chị đọc giải con gấu bông nha. Dạ, 10.000 thì mình đọc giải gấu bông. Còn 20.000 thì mình sẽ đọc giải được. Dạ đúng rồi, vòng loại này mình bắt đầu sẽ trúng vào lì xì đó chị. Chị đi cầu thang này nè, nó dễ xuống cầu thang này. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nhiều, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Vâng, thưa quý vị, và ngay từ bây giờ thì vòng loại này phục vụ vẫn tại tấm lá vé. Dạ 20.000 đồng. Dạ wow đó. Chị ơi bây giờ bắt đầu là 20 rồi nè chị. Mình được giải được bao lì xì rồi đó. Cho nên bây giờ quý vị ơi, giờ vòng loại vừa rồi là vòng loại khởi động đầu tiên 10.000. Chúng ta chưa may mắn được giải thì nhớ một vòng này nha quý vị nha. Dạ đúng rồi quý vị. Vòng loại vừa rồi chỉ có 10.000 đồng mà sẽ trúng về một con gấu bông. Còn vòng loại này gấp đôi quý vị, chỉ với 20.000 đồng. Cô chú anh chị mình sẽ trúng về tặng phẩm là một phong bao lì xì trị giá 1 triệu đồng quý vị nha. Và rất hy vọng cô chú anh chị mình chỉ cần ngồi tại chỗ, nhấc nhẹ ngón tay, ở đâu BD cũng tới nha quý vị. Chốt lẽ giờ số kêu đi chỗ khác sao giờ má. Rồi tôi nói là sẽ có nhiều anh chị mình ở xa mình ngại giơ tay đó. Ở xa là ở đâu? Ở xa là ở đâu VIP 1 hay gì? VIP 1 xa thiệt nha mà. Ừ. Ở đây là VIP 2, ở xa là đâu VIP 1 hả? Xa là ở Aeon Bình Dương. Trời ơi, Aeon Bình Dương VIP 1 sát bên mà cũng nội. Ok. Rồi. Dạ vâng, thưa quý vị, xin mời quý vị mình ủng hộ cho mấy chị em của cái nó tư Hương Nam. Đó, hôm nay là với trang phục tập gym nha quý vị nha. Quý vị mình nhìn kỹ đi, tập gym thì sẽ có một số chị nữ đó quý vị. À tập mà chuột không lên mà cái gác nó u nặng nặng nha quý vị nhìn kỹ nha. Mà đang nói hồn TV. Trời ơi. Ủa nó lạ thiệt luôn, xuyên giống như sang quá à. Bộ đồ hôm nay đeo bông đi tập gym má, đeo bông làm việc nhỏ này sao nó kỳ cục quá trời. Rồi nhanh lên luôn, tâm cho tâm dự lại làng lên. Và ngay bây giờ vòng loại này 20.000 đồng trên tay nhân viên với lại những tập lo vé, không để cho toàn thể khán giả chờ đợi lâu. Xin mời quý vị khán giả tập trung đề sang chuẩn bị dò xé. Ê quên, dò số. Con sẽ đi đến mời cô bác ơi, đến dòng này chậm lại đây, chậm lại.
số 8, còn số 8, còn số 8, còn số 8. Còn số 8 xuống thì đây, còn số gì đây? Ủa mà dám cặp luôn, đi gặp gym đàng hoàng đi. Còn số 8, còn số 8, còn số 8, còn số 8 xuống thì đây. Xuống gì đây, xuống gì đây, còn số gì đây? Xuống gì đây, anh chỉ đến bên em lúc buồn. Bởi những ngày vui anh về nơi đó, anh chỉ đến bên em lúc say. Vì hết say anh đâu ở đây, anh là ai đi qua chốn này, còn em là ai trong cuộc đời anh đây. Nói đi anh người ơi, vì sao em vẫn yêu anh như vậy. Còn số 7, 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 còn mày gì đây? Hai gì ra, hai gì ra, hai gì đây? Hai sáu đầy, còn 26, 26, 26 và 26, 26, 26, 26, 26, số gì đây số gì ra, mày gì đây số gì đây, mày gì đây, mày gì ra, mày gì ra. Gió thổi hiu hiu em nằm ở trên gác, anh thấy mang má anh kèo mà lên thăm. 25, 25 còn 25, 25, 25, 25, số gì đây cái số gì đây, số gì đây cái số gì đây. Em nhào vô em đè liền, giờ má biết là em sai, má còn em sẽ không cần anh đâu, anh cứ đi đi. Má gì khóc? Rồi sao khóc? Anh đi rồi. Anh nào? Má, ai biết mày đuổi người ta làm gì, bây giờ người ta đi. Em biết sao mà anh bỏ em không? Biết không? Biết lý do không? Mày đi tập gym, mày đã đập từ 80kg xuống 50kg. Mày đi tập gym, mày lên thêm 2. Đập cho mày đúng rồi má ơi. Có gì đâu khóc. Đi tập gym mà càng ngày càng phì thôi. Kệ đi em, ráng đi. Không có này, có thằng khác. Cứ đi đi, với cái bà bán ve chai. Con 12, con 12, con 12, con 12, con 12, con 12. Đó đó, 2 triệu 6 rồi chưa tổng đâu. Còn 12, con 12 số thế. Mày thì ra mày thì đây, chứ số gì ra số gì đây. Linh thiên trời Việt Nam, linh thiên đất Việt Nam, linh thiên đất trời Việt Nam. Mô 18, mô 18, mô 18, mô 18, mô 18 số gì đây mày, gì đây mày, gì đây chàng về. Chàng về chàng nhớ anh chàng. Em về em nhớ hàm lá khô chàng cười. Còn 40, còn 40, còn 40, còn 40. Còn 40, còn 40. Mấy chị đây cô gì đây, mấy chị đây mấy chị đây. Mười gì đây, mười gì đây, mười gì đây. Ghét 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 bên hình điều. Và cậu thơ thơ người đôi bờ sông hậu giang. Sông giang giọt chào nghe lời chào. Cô nàng bằng bánh ngọt con hồ. Con 19 là chiếc ghế cờ hơn xích lô ở dừng xe. Con 19. Dạ bác. Con 19 nó có một anh trai đọc giải. Rồi mình xin mời thí liệu giờ số cho con. Rồi em xin giờ số cho vị chủ nhân đầu tiên dòng loại 848. 848 đúng loại. Con số 19 gì điểm kêu qua? 19 có 1. Số 8. Số 8 có 2. 26. 26 có 3. Số cuối cùng 40. 40 hợp lệ. Vâng, dạ hợp lệ rồi. Anh trai ơi, phần thưởng của anh là một con gấu rồi đó. Rồi. Trời chú cha ơi cha. Đưa đây nhận quà nữa ông nội. Ây vui. Ở đây nè. Bây giờ em nói cho anh nghe nè. Bây giờ phần thưởng của anh sẽ là thí dụ như là em sẽ dành tặng cho anh là 2-3 con mực. Anh uống 2 ba lon tăng lực. Hay là... Ôi. Tặng cho ảnh 2-3 con vịt đi. 2-3 con vịt đi là anh cho hiểu không? Rồi thôi, bây giờ con khác đi. Bây giờ em với anh uống 2-3 ly rượu đi. Anh cho em. Bà này nói số bảy 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 hoài. Rồi bây giờ anh còn mình anh kinh á thì bây giờ mời anh. Thằng hổng, thằng này hay quá vậy trời.
Duyên nè. Bế đầu chưa nè bé. Rồi cảm ơn anh trai rất là nhiều nha. Hồi anh dễ thương quá kìa. Anh đi lắc 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 lắc. Rồi nhìn ảnh tự nhiên cái có thèm ăn thịt vịt ghê vậy đó. Trời ơi. Anh ơi bon salanonte anh ơi. Dạ. Rồi. Gì vậy Vy? Từ từ. Chị ơi anh dễ thương quá. Hồi nãy á là chị nói cho Cưng nghe nè. Hồi nãy anh lên anh đọc dạ rồi. Chị với Cưng là cho anh mồi nè. Nào là mực nè. Nào là vịt. Nào là uống tăng lực. Hồi nãy cũng cho anh chị rượu ảnh uống 2-3 ly rượu luôn chứ bộ. Chưa tới khúc xỉn. Chưa xỉn hả? Phải xỉn là anh cho Cưng á. Mà nói gì hả trời ơi. Anh ơi 2-3 con cá sặc anh có thể cho em. Ê bà này tôi tự nhiên cái vô cái gì kì vậy trời. Làm tôi bị liệu theo. Rồi. Vâng thưa quý vị, và vừa qua thì vòng loại cũ đã đi qua, vòng loại mới lại đến nha quý vị nha. Cho nên ngay từ bây giờ thì cô chú anh chị mình tham gia tham dự cho khả năng đối tượng nam. Dạ đúng rồi quý vị, bà này sẽ không có hết câu thì trời. Hồi xưa thật ta làm văn dở phải không? Rồi anh kể quý vị nha. Không em, nếu như mà chị tập làm văn hay hôm bữa là hùng biện mà chị đọc giải quan hậu đâu có tới lượt em. Dạ xin lỗi đi. Trời ơi quý vị ơi, ai mình sẽ có vé quý vị. Vô đi má, sao không vô là trời. Là tới chị phải không, tới chị. Rồi tham gia tham dự nhanh luôn quý vị ơi, đã ủng hộ. Gì mà thấy cưng thế mà. Rồi quý vị, ai xin có vé mọi giùm em quý vị. Mỗi tờ lá vé chỉ 20.000 đồng. Mình sẽ trúng về một phong ba lịch sử trị giá 1.000.000 đồng đó quý vị. Quý vị ơi. Rồi nhanh tay để cho nó luôn. Trời ơi cái gì mà hay quá chuyên nghiệp ghê. Rồi và phòng loại này không để cho toàn thể cô chú anh chị mình chờ đợi lâu. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc rất là dễ thương qua phần trình bày của các người đẹp của Nói Đối Tượng Hương Nam. Xin mời vị dò số. Năm mươi tám, năm mươi tám, năm mươi tám, năm mươi tám, năm mươi tám.
58 cái số gì đây, số gì đây, con năm gì đây, năm gì đứa đây, năm gì đây, con năm gì đây, năm gì đây, con năm gì đây. Đã khuya rồi nhầm người đi sao, đêm một hồi mới thấy bà tào lao. 56 còn 56 số gì đây mày, gì đây mày, gì đây. Anh cho tôi bao nhiêu lời cay đắng, tôi bao ưu phiền lạc đầu. Anh cho tôi nên cho tôi say, anh cho tôi quên luôn nhỉ. Con mười bảy mấy gì đây, mười gì sao? Mày ta liệu ơi, mười gì đây mày à? Thương tao hơn 50 giai dầu, thương em để con bé nghiêng mà nghiêng đầu. Thân trai lắm. Đúng rồi. Cưng hả? Cái này cái trend nó là nó đưa cái đầu vô cái gái vậy đó. Nhưng mà nó nghe nè, à, nó đưa cái đầu vô em quay cái lưng ra ngoài, đừng có quay lại nó quặm cái lật xưởng luôn. Sớm má này thôi là trời đi làm đem đồ heo ăn hay trời. Lại nha. Rồi vô. Số gì đây? Anh thương tâm hơn nắng mưa dài. Trời ơi, ơi mấy má này chơi mà kỳ vậy. Ta duỗi vừa vừa thôi, duỗi gì mà quá trời quá đất. Duỗi vừa vừa mấy đứa có chừng bể chân cút nó. Duỗi chân cút đâu mà sao lơ má này cấm lâu cấm mơ gì trộn nào chết gì đâu. Số gì đây? Mấy gì đây? Con cầu gì đây? Mấy gì đây? Anh thương tâm thân nắng mưa dài dầu. Thương em bé con bé nghiêng mà nghiêng đầu. Thần trai làm cha do xương ô. Kìa ủi kìa đó, ủi đi. Đó. Ủa? Gì vậy? Ủa đi tập gym cái gì kỳ vậy bác? Rồi. Nó đợi tóc nhìn giống con gái tí xíu nha. Nó cổ ra giống mấy ông chạy xe lôi ghê á. Ừ là chào. Trời ơi thấy ghê. Đội lên đi cưng ơi, đội lên đi. Thôi bây giờ cưng hát bài hát đi, đừng hát bài đó nó nhủi nữa đó. Ừ. Bài hát đi em, bài hát đi. Con mười sáu sống gì ra. Sống gì đây, con mười sáu đây, sao gì đây, sống gì ra. Sống gì đây, sao gì đây, con sao gì đây. Khổ qua xanh là khổ mà qua đắng sao nè. Qua mắt đắng là khổ cái qua đèo. Có thương em thì nhớ cái dao kèo. Nếu không thiên hạ nói đèo là của qua. Con mười gì đây mười gì đây là bước đèo rừng kết nghĩa và cha. Con mười ba xuống gì đây, xuống gì ra. Xuống gì đây mày, gì đây mày, gì ra. Không phải tại em cũng không phải mà tại anh. Sai tại anh là bốt hai đứa mình xa nhau. Bốn mười sao là vé cờ hơn rất lôi dừng xe. 46 vâng, số 46 nhà đã có một vị chủ năng may mắn độc giải và xin mời toàn thể khán giả thân yêu, cô chú anh chị khoan cái giờ số là vé, tránh trường hợp mình nghe số nhầm và kinh sổ nhớ vị nha. Dạ đúng rồi quý vị, vào loại sau các vị đại diện hàng hiệu của chú anh chị mình vào loại ô nhân kỹ, mỗi tờ lá vé là 20.000 đồng, mình trúng về một bao lì xì trị giá 1.000.000 đồng nha quý vị. Gì vậy má? Mà bánh lên kìa. Bánh lên là phải vậy. Trời ơi dễ thương quá. Anh có cắt mắt không? Anh có cắt mắt không? Có cắt mắt mới không? Không. Hàng chỉ con mắt anh có 1 miếng 1. Em mời anh lên nha. Đừng nghe bả. Bây đây có người này người kia. Nói thiệt phải không anh? Có người đẹp, người xấu, cũng có người tỉnh, có người khùng mà. Tờ lá vé của anh trai vào lời 626. Biết chung lời. Anh kinh hàng nào vậy? 17 hả? 17 không? 17. 17 có 1. 28. 28 có 2. 46. 46 có 3. Và 58. 58 thì đủ hợp lệ. Vâng, dạ, chỉ có một mình anh trai độc giải thôi. Thì bây giờ không biết anh lựa chọn cái hình thức nào. Hiện tại là con gấu nó đã dành tặng cho anh rồi. Thì bây giờ anh sẽ có hai phương án lựa chọn. Một là anh quay số, hai là anh chia đều phần thưởng của mình. Anh chọn phương án nào? Nếu mà quay số thì qua đây quay. Đúng rồi, qua đây mình quay em luôn nha. Rồi, một mình lấy luôn thì nhận quà luôn nha. Trời ơi, tự nhiên kêu người ta một mình quay số chứ gì trời. Nếu cỡ mà anh chịu mất 17 tỷ rồi ba. Đâu chịu đâu. Vâng, thưa quý vị, và ngay từ giờ chúng ta hãy tham gia tham dự cho vòng loại mới với những tài tổng lá vé vượt dụng 20.000 đồng. Và ngay từ giờ không để cho sân khấu lắng động, chúng ta sẽ đến với một